Hello, welcome back to my channel Lubu Live Vlogs. And và bây giờ là Lubu sẽ ăn tối nha các bạn. Thì nói chung này là ăn khuya chứ không phải là ăn tối nữa, ăn khuya đó. Tức là buổi chiều mình đã ăn rồi, xong rồi sau đó đi tập yoga, xong rồi đi về. Bây giờ là khoảng 10 giờ mấy rồi, cho nên là rất là đói bụng, cho nên là phải kiếm cái gì ăn vô, xong rồi nơi đó mình mới đi ngủ được ha. À, cái này là bánh mì mới mua siêu thị về nè các bạn. Bread and phô mai. Đây là cheese and pork. Yeah. Cũng khá là ngon ha. Tại vì tối mà nó bụng mà kiếm gì ăn vô. Mà cái phô mai này không có ngon các bạn. Phô mai này là như cái phô mai màu trắng nó ngon. Cái phô mai này mình thấy lại là anh mua thử ăn dở quá. Cái màu trắng nó ngon ha. Rất là bữa nay đi siêu thị xong rồi thấy người ta giảm giá quá chừng rồi, gần Tết rồi đó, bắt đầu giảm giá rồi, khuyến mãi thì quà tặng gì quá trời mọi luôn. Chị bấm rồi không giờ bấm nữa không rồi đó gội đầu luôn, tại vì nó khi mình tập yoga các bạn, cái này rất là dơ, xong rồi nằm xuống đó lăn qua lộn lại, nói chung là nó sẽ dơ, tóc là nó hôi, cho nên là chịu khó gội đầu luôn, cho nên là giờ mới ăn miếng rồi tại vì tóc khô rồi mới đi ngủ đó. Dạo này mình hơi thức khuya hơi nhiều, mà thức khuya là sẽ không tốt, mà bây giờ không biết làm cách nào để sắp xếp những mọi thứ rồi cũng sớm đi ngủ sáng sớm nữa. Trời ơi, mà sáng ngủ dậy trễ các bạn, đi làm nghĩ sao đi làm mà ngủ dậy trễ. Mình cài cái báo thức á ở trên điện thoại nè, xong rồi cái bắt cái âm lượng á. Hồi trước khi mình cài là mình đi ra ngoài á, mình tập yoga hay mình làm gì đó, nói chung là mình đã bắt cái âm lượng nó nhỏ xíu là luôn, nhưng mà không có để chế độ rung nha các bạn, không có để chế độ rung, để chế độ là nghe nhạc. Nhưng mà khi mà ai điện tới là nghe nhạc, nhưng mà tự nhiên mình bắt cái âm lượng rất là nhỏ, xong rồi sáng nó báo thức nó đâu, nó báo nhỏ xíu đâu có nghe đâu, trời ơi. Xong rồi dậy 7:30 luôn, 7:30 thức dậy rồi đâu rồi trễ rồi, tức là 7:30 là bắt đầu vô làm rồi các bạn, nhưng mà 7:30 mình mới bắt đầu thức. Sau đó là mới điện vô công ty nói là đi trễ một tiếng đó, tắm rửa dậy bắt đầu tắm rửa đồ, nó răng rửa mặt đồ thay đồ rồi bắt đầu đi làm, xong mà đi làm đi ghé cho kia mua đồ ăn sáng nữa, có đầu đi tới đó là đúng một tiếng luôn đó. Và 8:30 là tới rồi làm nó thiệt tình luôn. Với lại ha, tối hôm qua không biết cái gì tổ nằm mơ quá chừng luôn, nằm mơ xong rồi sáng thức dậy trễ luôn. Đó là lý do mà thức trễ nè. Vậy là suy nghĩ nhiều quá xong rồi thức trễ nữa đó. Ôi lộn, mình đi ngủ trễ các bạn, đi ngủ trễ. Bây giờ rất là buồn ngủ mà, nhưng mà ăn một miếng rồi trò chuyện với các bạn rồi bắt đầu mình đi ngủ ha. Rồi nó khô nè. Ok, see you later.